Thú hà xin mến chào quý khán thính giả của sptn đối với tín hữu công giáo lễ phục sinh mang đến thông điệp canh tân đời sống đạo đổi mới tâm hồn cho được tốt hơn Giáo sứ Đức Mẹ Ban Ân Lành năm nay cũng có một bộ mặt mới. Lễ Khánh Thành trụ cờ đã bắt đầu qua nghi thức các băng Khánh Thành. Chào cờ Việt Mỹ, cờ hội thánh công giáo Vatican đã được các hướng đạo sinh kéo lên. Với sự tham dự của các giáo dân, cộng đồng người Việt quốc gia Michigan, hội cựu quân cán chính thành phố Detroit, buổi lễ đã được diễn ra thật trang trọng. Phải nói ra, tôi rất là xúc động. Lần đầu tiên khi tới Mỹ, khi nhìn thấy lá cờ vàng bay phất phới tôi đã khóc và bất giác tôi đã đứng nghiêm và chào theo lối nhà binh và cha ninh chánh giáo sứ của nhà thờ đức mẹ băng lành đã có nhà ý và cho phép dừng thêm một cột cờ để thường lá cờ vàng và sọc đỏ đây là giáo xứ công giáo việt nam À, cho nên à, chúng ta rất là vinh dự khi mà được à, treo à, lá cờ Việt Nam và giáo cờ giáo hội à, chung với à, lá cờ à, Hoa Kỳ. Đó là cái niềm à, hãnh diện của chúng ta cho nên à, đó là cái động lực mà chúng tôi à, cố gắng để mà chúng tôi rất là vui vẻ và hoan hỷ cũng như là mừng rỡ ngày hôm nay thật sự có một cái lá cờ đã được treo trên trung tâm của giáo sứ này. dân tộc nào cũng cần có một cái lá cờ và hôm nay tôi rất là sung sướng đã thấy lá cờ của người Việt Nam mình đã được đưa lên. Kính thưa quý vị, cũng như ngày tháng tư này 37 năm về trước những người Việt Nam tị nạn cộng sản đang ở Hoa Kỳ hiện nay, đâu ngờ họ đã phải rời bỏ đất nước để định cư ở một xứ sở mới. Họ đã nhận nơi này làm quê hương, ăn cư lập nghiệp, xây dựng giáo xứ trung tính giữ đạo, nhưng lòng vẫn không quên lá cờ di sản, biểu hiện cho tự do và dân chủ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, Thu Hà từng trình từ Detroit, Michigan.